Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật. Liên tục có những là vụ án là rất là đau lòng đã xảy ra. Về là vụ là chồng đã ra tay là tàn nhẫn với vợ lúc rạng sáng ở Nam Định, và nhân chứng người dân là kể lại những phút giây bàng hoàng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, một là nam sinh, tức là nam sinh viên này, miệng thì bị bịt lại, người thì bị teo lên, rất là kinh hoàng. Trong những ngày gần đây thì tôi liên tục cập nhật gửi tới các bạn những vụ án rất là đau lòng. Thưa các bạn, là sau khi đi uống rượu về, hai vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, người chồng dùng dao để sát hại vợ của mình. Chiều ngày 22 tháng 12, lãnh đạo công an huyện là Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho biết đơn vị đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nam Định điều tra một vụ án mạng xảy ra tại là địa bàn xã là Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 22 tháng 12, một người phụ nữ là 34 tuổi, ngụ tại xã là Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bị chồng là dùng dao đâm tử vong tại nhà riêng. Sau khi là tiếp nhận là thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Câu chuyện quá đau lòng phải không các bạn? Cũng chỉ vì mâu thuẫn gia đình, câu chuyện không có gì để đáng nói nhưng đã xảy ra án mạng, vợ chồng đã sát hại lẫn nhau, đã ăn là ở với nhau biết bao nhiêu năm rồi. Nên những ngày hôm nay là tôi cập nhật những cái thông tin là rất là đáng buồn và đáng báo động trên đất nước của chúng ta. Và được biết nguyên nhân ban đầu cho rằng người chồng sinh năm 1982 đi uống rượu đến 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà. Về đến nhà, hai vợ chồng là xảy ra cãi vã, mâu thuẫn dẫn đến việc là chồng cầm dao sát hại vợ tên là D, sinh năm 1986. Và theo tờ báo là về theo tờ báo là bảo vệ pháp luật, là anh T hàng xóm nạn nhân là cho biết người chồng đi uống rượu với mấy người bạn về lúc là 1 giờ sáng. Chị D ở nhà vì mới sinh con nhỏ. Chồng đi uống rượu mãi không về nên hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Trong khi cãi nhau, lời qua tiếng lại, sẵn có hơi men, người chồng đã lấy dao sát hại vợ. Vợ thì mới sinh con. Đi uống rượu về, vợ chồng gây gổ nhau mà nỡ lòng ra tay lấy dao để mà đâm vợ. Và cũng theo là anh T, người chồng quê ở miền Tây, người vợ là người địa phương, và hai vợ chồng này là rổ rá cặp lại. Người vợ từng có một đời chồng và hai con riêng, hai người mới kết hôn được một con chung. Sau khi gây án, người chồng đã đến công an là để đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một câu chuyện thật không thể tin được. Chỉ một xích mích đi cãi vã nhỏ nhẹ thôi mà rốt cuộc là cầm dao để mà sát hại người vợ của mình. Còn là tại thành phố Hồ Chí Minh, nam sinh viên là được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại là phòng trọ. Chiều 22 tháng 12, cơ quan chức năng quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ trên địa bàn, đặc biệt là trên miệng là có dán băng keo. Theo doanh nghiệp và tiếp thị, vào sáng cùng ngày, bạn bè không thấy nam sinh viên đi học nên gọi điện thoại. Tuy nhiên sau nhiều cuộc gọi, nam sinh viên vẫn không là bắt máy nên nhiều bạn đến phòng trọ của nạn nhân xem tình hình. Khi đến phòng trọ ở hẻm 32 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9, gọi mãi không thấy nam sinh viên là trả lời.
Cửa thì khóa nên người dân hỗ trợ dùng búa đập cửa. Khi vào trong, nhiều người là hoảng hồn khi thấy nam sinh viên tử vong trong tư thế là treo cổ, miệng là dán băng keo. Được biết là nam sinh viên là tên là Phạm là Văn B, năm nay là 22 tuổi, quê ở là Bến Tre, đang là sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn. Nạn nhân thuê trọ ở một mình, có tính cách rất là hiền lành, học giỏi, không mâu thuẫn với ai nên được bạn bè đều yêu quý. Không hiểu lý do gì đấy các bạn nhé. Tức là nếu mà tự sát thì làm gì mà bịt miệng, phải không các bạn? Lấy keo dán cái miệng. Đó. Và cửa thì khóa ngoài. Thì đây là một án mạng hay có một điều gì bí ẩn thì cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ. Thì các bạn không, một ngày tôi chỉ cập nhật sơ thôi cũng vài ba vụ án mạng xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, nên hầu như hàng giờ đó đều có vụ việc đều xảy ra, thật là kinh hoàng đó. Chúng ta bình thường chúng ta không vào trong báo chí, chúng ta không xem bên TV, báo đài thì chúng ta thấy rất là bình thường. Nhưng khi các bạn vào thì các bạn tìm đọc thì các bạn mới biết là lúc nào cũng có chuyện kinh hoàng xảy ra. Và ngày hôm nay thì rất nhiều vụ án mạng đó, sát hại. Nhất là tôi là đưa lên cho các bạn là những cái thông tin là vợ chồng sát hại lẫn nhau rất là nhiều. Không biết sao mà những tháng ngày gần đây về cái chuyện vợ chồng rồi là cha mẹ là hay cái bị xảy ra những cái vụ việc rất là đau lòng, không hiểu thế nào. Đa số những ngày gần đây là tôi cập nhật đều những vụ án mạng là nội bộ trong gia đình. Cha giết con giết cha, con rể giết mẹ. Đó, chồng giết vợ, rồi vợ giết chồng. Tôi nói là rất là nhiều. Cập nhật lúc nào cũng có là những cái thông tin này hết. Nên thì tôi cũng muốn gửi tới cho quý vị gần xa để nắm bắt được những cái thông tin này, để biết thêm cái tình hình an ninh trật tự trong nước. Và các bạn cũng là xem để cảnh giác, đề phòng. Đó, rất là hữu ích. Và tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn là đồng hành, đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và nóng nhất, chính xác để gửi tới phục vụ quý vị và cô chú anh chị gần xa trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.